Từ ngày 15 tháng 11 tới đây, hình thức giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đang thực thi công vụ thông qua thiết bị ghi âm ghi hình sẽ được loại bỏ. Cụ thể, tại Điều 11 của thông tư 46 ngày 30 tháng 9 năm 2024, sửa đổi của Bộ Công an quy định về hình thức giám sát của người dân trong công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông. Theo quy định mới, người dân được giám sát thông qua năm hình thức sau tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật tiếp xúc giải quyết trực tiếp công việc đối với cán bộ chiến sĩ kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh quan sát trực tiếp công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông việc giám sát và đảm bảo các điều kiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ ở ngoài khu vực thực thi công vụ. Điều này đồng nghĩa với việc từ ngày 15 tháng 11 tới, hình thức giám sát lực lượng chức năng đang thực thi công vụ thông qua thiết bị ghi âm ghi hình sẽ được loại bỏ.